là anh em công ty tóc biến rất mạnh. Ê, cái bù xanh của ai đây? Cảm ơn nha. Tự nhiên mình đi vô cái mình có cái bù xanh đây anh em. À, mình đem anh công ty tóc biến nè. Mày hả mày? Khô máu ngay. Hello anh em, xin chào anh em đến với kênh HD Game 76. Thì theo yêu cầu của anh em làm về vị tướng ra, thì hôm nay mình sẽ xách cái vị tướng ra Stamakop Play cái đầu bảy màu nha anh em. Ôi, ta bắn ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ui giời, sao phải chết nha. Không hiểu sao phải đó chết nha. Và đó sao mình lại chết ta? Vô trong rừng mình ủi chết mình chiêu xong ra gặp Richter mình đá nó gian dễ rồi mà sao mình chết nha. Cay chết nha. À, thì mình phải xin lỗi thằng Diêu anh em ạ. Diêu nó kêu nó đang nhắn tin mà vô mình quýnh nó chết. Thế có cày không nha. Rồi thì ra thì nó đang mở bán cái ra lôi thần quyền anh em ạ, 199 quân quy. Nhưng mình nghĩ là chắc anh em không nên mua cái skin đó đâu. Thực tế thì cái skin đó cũng giống như cái skin mà ra ban quyền quán quân kết hợp với cái thằng ấy một ủi chết ha, cả hai thằng anh em ạ. Đấy, một ủi chết ngay, một ủi là một mạng anh em ạ. Đấy, nhưng mà như cái ra mình nghĩ là nó giống ra ban quyền quán quân, nó kết hợp với cái bộ skin mà gì của bộ tộc đó nha. Đấy, hai cái bộ nó xong nó sơn màu xanh xanh lên anh em ạ. Thế thì bắt nào. Nãy mà chơi tao này, cho mày chết này con chó. Cài chiếc. Đấm một đấm nữa này, ngay cái đầu nha anh em. Thì vì tướng ra này cũng rất là dễ chơi thôi anh em. Thì trong cái clip này mình sẽ chia sẻ cái build phù hiệu của bản ngọc ở dưới cái màn hình. Còn cái bản ngọc thì mình có nêu ở phần mô tả và cái bình luận nha anh em. Thì vị tướng ra này thì anh em đánh thì anh em phải biết nội tại của vị tướng ra nha. Nhiều anh em chơi ra cũng rất là lâu năm rồi mà chưa biết cái nội tại của ra. Thì nội tại của ra nó là đấm và lách. Có nghĩa là mỗi lần sau khi tung chiêu thì ra nó sẽ lách đi với tốc độ di chuyển cực cao. Cú đấm đầu tiên và cú đấm thứ ba kể từ sau thì nó sẽ gây sức thương phép kèm theo hiệu ứng đẩy lùi địch. Thì nhiều lúc là anh em phải đánh ba cái xong anh em cứ đột là quýnh thêm cái thứ tư thì nó sẽ đấm gian ra, nó đẩy lùi. Mà nó là cái nội tại của vị tướng ra nha anh em. Hoặc là sau 5 giây thì nó sẽ hồi lại cái nội tại này. Rồi, còn cái chiêu 1 của vị tướng ra đó là cú đấm thang hoa. Thì ra sẽ lao tới một tung một cú đấm móc đầy uy lực lên những kẻ địch trong vùng ảnh hưởng, gây sát thương phép kèm hiệu ứng vang. Rồi, mày chạy đâu? Chạy đâu? Chạy. À, chạy đâu nữa, một xúc nữa, nè. Ui, sao không chui luôn rồi. Tại thôi nè em, chui lùm té ngay. Đấm một đấm, úi chùi, gặp Diêu nữa, gặp Diêu xong gặp Richter nữa kìa. Mày nhảy vô đây. Thao ra, thao mà. Ui dùi, chạy không kịp rồi anh em ơi. Chấm dứt ngay, Richter nó chấm dứt mình rồi anh em ạ. Hai mạng đối với vị Richter rồi anh em. Richter nó múc mình hai mạng rồi. Cày thế chứ liền. Rồi. Về cái chiêu 2 của vị tướng ra đó là cú đấm chân không, thì anh em nâng mát cái chiêu này cho mình nha. Thì ra sẽ vung tay mạnh đến mức sức gió của cú đấm gây sát thương phép kèm hiệu ứng làm chậm tốc chạy và giảm giáp phép lên cái địch đầu tiên trúng phải. Chiêu thức tung trúng đích sẽ giúp hồi nội năng. Thì cái chiêu này thì nó sẽ gây làm chậm và gây sát thương phép, đồng thời là nó sẽ hồi nội năng nha anh em. Thì nâng mát cái chiêu này lên. Rồi bây giờ về cái chiêu cuối của vị tướng ra đó là từ đây. Ui ui mù mắt gaming anh em ạ. Pha này mình ủi chặt thịt trơn luôn, thế mới bắt thế bắt nào nha. Liliana nó có cái chiêu nhảy, nó khi mà nó nhảy mà trúng cái lúc mình ấy thì nó sẽ không trúng nha anh em. Giống như chiêu 2 của Murat ấy, có nghĩa là nó miễn được một cái chiêu thức nào đó nếu mà trúng thời điểm vừa đúng lúc nó nhảy luôn, chứ mình đấm trúng nó rồi thì nó nhảy cũng không được đâu anh em. Rồi về cái chiêu cuối đó là tả xung hữu đột. Tả xung hữu đột có nghĩa là bên trái thì xung mà bên hữu thì bên phải thì đột. Thế nó mới cài. Rồi ra sẽ ủi người về phía trước và tung ra một cú đấm bộc phá gây sát thương phép kèm hiệu ứng đẩy lùi những cái địch trúng chiêu. Chiêu trúng đích giúp hồi nội năng. Thì cái này cũng rất là mạnh nha anh em. Chiêu cuối này thì anh em có thể kết hợp với cái tập biến. Còn người ta có gọi là cái chiêu cái combo thần thánh là ulti tập biến anh em ạ. Đấy.
nhiều lúc là anh em ulti tốc biến những cái mùa đó, là mùa trước á, là anh em ulti tốc biến rất mạnh. Ê, cái bùa xanh của ai đây? Cảm ơn nha. Tự nhiên mình đi vô cái mình có cái bùa xanh tên anh em. À, mình đem ulti tốc biến nè. Mày hả mày? Khô máu ngay. Ulti tốc biến anh em ạ. À, thì cái combo này cũng khá là dễ anh em. Thì anh em cứ vuốt ulti xong là gần hết cái ulti là anh em vuốt cái tốc biến nữa là nó sẽ ủi cái địch xa hơn một đoạn. Có nghĩa là cái chi thức nó dài hơn, nó gây ổ dịu hơn. Anh em quýnh hoài nó sẽ quen thôi. Nhưng mà trong cái mùa này thì mình có lẽ là mình vừa rồi thì Garena nó update cái kiểu gì không biết, nhưng mà cái ulti tốc biến bây giờ sẽ nó ngang ngán sao ra anh em ạ. Nhiều lúc nhiều ra anh em bet ra mà anh em quýnh nó không có mượt cho lắm. Ngày trước thì đá rất là sai nha anh em. Thì cái skin mà ra ban quyền quán quân hay là cái ra lôi thần quyền thì anh em không nên mua nha. Nghĩ là không nên mua, mất mấy trăm quân quỳ phí anh em ạ. Vì cái skin nó cũng chả gì có gì đẹp hết, mà nó chiêu thức nó có khi nó còn nhỏ hơn, nó khó đánh hơn nữa anh em ạ. Thôi mình biến về nha anh em. Hết máu thì hãy biến về. Em đừng, anh em đừng có nhảy đấy. Ví dụ như này thì không cần hết máu thì nó cũng phải bị về ta anh em. Đừng nói gì giết không được nha các bạn. Gõ cái đầu nó, đúng rồi. Yuka ơi, hay quá bạn ơi. Pha này thì bạn làm hết trơn luôn á. Tôi ở nhà tôi đếm số, à quên lộn, tôi hồi máu. Gây đếm số 7. Đấm nè. Mày hả? Mày hả mày? Ui xù, ui, một phát. Ê, xong luôn rồi. Pha này thì mình giết được Florentino nhưng mà không đã giết được vị tướng Diêu của tên bạn anh em. Diêu đâu, trong này nó đập luôn cái trụ vào nó luôn. Thế đấy, đời giết thằng này chấm dứt được Florentino anh em ạ. Nếu mà chấm dứt được Florentino thì mình lại có tiền, nhiều tiền anh em ạ. Vì tướng ra này thì anh em đánh thì nó sẽ kiểm soát tốt cái đường giữa rất là nhanh anh em. Chém nó luôn. Ui dù, ui, mình nghĩ là chắc Butterfly này nó chém không lại đó rồi nè. Bởi vì đó nó có chiêu cuối mà. Khi mà nó có chiêu cuối, khi mà chém nó gần chết cái nó ulti chiêu cuối lên là mất ngay. Ao nhai ngay đó nè. Đừng có bậy bậy. Ui dù, ui, chấm dứt đúng rồi, đúng rồi. Đôi dù, ui, sao mình không kịp nhỉ? Florentino với ai hả mày? Nằm im bro ngay. Ui dù, giờ này mà anh nghĩ sao mà anh ESU của team bạn mà còn lên trên kia lót tót đi để nhà nữa nè. Mày ở trong này đúng không? Không trúng thôi, làm gì căng dây. Nhiều lúc là anh em đánh ra thì anh em phải chết mob nha. Chết mob bằng chiêu 2, bởi vì chiêu 2 nó hồi rất là nhanh. Mà nó cũng không tốn gì bao nhiêu nội năng đâu nha anh em. Anh em phải nhớ là chết mob bằng chiêu 2 để mình gọi là hết mob mà. Và khi mà anh em đánh trúng tướng địch thì cái âm thanh nó sẽ khóc. Nghe cái tiếng nó khóc liền anh em ạ. À, trúng nghe cái bụp một phát. Nhiều lúc là anh em phải cầm skin, giống như skin nhà ra mai thái anh em. Anh em đá vào trúng tướng địch nó kêu bụp 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 nghe sướng lắm. Ra mai thái thì hiện tại thì đã bán với giá quân quy đó là 999 quân quy. Ngày trước thì mình cũng có 2-3 viên đá quý mà mình không thèm chơi ra anh em ạ. À, cuối cùng là mình không đổi ra mai thái. Rất là tiếc, bây giờ muốn nghĩ là muốn nộp 500.000 cho mình mua cái skin này chứ. Skin mai thái anh em đánh rất là phê. Nó là những cái skin mình làm nên tên tuổi của những vị tướng anh em ạ. Ví dụ như ra thì phải ra mai thái chẳng hạn. Ê, từ từ mấy bạn ơi, từ từ đợi đập nha. Ví dụ mấy anh kia nó lại nó đập bên kia rồi anh em ơi. Không lẽ là đập luôn cái nhà nó rồi. Mình mới đẩy tới đây mới mà. Còn cái đường này mình mới còn thêm một trụ nữa. À, hiện tại thì cái lính nó đi rất là chậm nha anh em. Rồi kết thúc con game luôn rồi. Nhưng mà mấy anh kia nó đập tới nhà tên bạn chết hết trơn rồi nè. À, thì chúc anh em xem clip vui vẻ nha. Nhớ đăng ký kênh và muốn chơi vị tướng nào anh em hãy comment với phần bình luận để mình làm cho anh em xem nha.